Bác sĩ nói ông Biden đủ khỏe để làm tổng thống. Bác sĩ Nhà Trắng nói tổng thống Biden 81 tuổi đủ khỏe để hoàn thành công việc và không xuất hiện thêm mối lo ngại nào về sức khỏe. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm ngày 28 tháng 2 tới trung tâm quân y Walter Reed gần thủ đô Washington để kiểm tra sức khỏe thường niên và rời đi sau 2,5 giờ. Đây cũng là đợt kiểm tra sức khỏe cuối cùng của ông Biden trước cuộc bầu cử tổng thống tháng 11. Tổng thống vẫn đủ khỏe để đảm đương công việc và thực hiện đầy đủ mọi trách nhiệm của mình mà không có trường hợp ngoại lệ hay điều chỉnh nào. Bác sĩ Nhà Trắng Kevin O'Connor cho biết trong báo cáo sức khỏe của ông Biden. Theo O'Connor, Tổng thống Biden phải đeo máy trợ thở để điều trị hội chứng ngưng thở khi ngủ và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Ông Biden cũng gặp loạt vấn đề như đi lại khó khăn do thoái hóa cuộc sống và điều trị rút tủy răng, nhưng không có thay đổi đáng kể nào so với năm ngoái. Sau khi bác sĩ công bố báo cáo, ông Biden nói đùa với phóng viên tại Nhà Trắng rằng mối lo ngại duy nhất là các bác sĩ nghĩ trong tôi quá trẻ, không có gì khác so với năm ngoái, mọi thứ đều tuyệt vời. Ông cho hay, thư ký báo chí Nhà Trắng Karen Chambia nói Tổng thống Biden không thực hiện bài kiểm tra đánh giá nhận thức và cũng không cần làm bài kiểm tra này. Tổng thống vượt qua bài kiểm tra nhận thức mỗi ngày, đây là công việc rất căng thẳng, Chambia nói với phóng viên đề cập các vấn đề chính trị trong nước và quốc tế mà ông phải giải quyết. Tổng thống Biden kiểm tra sức khỏe giữa bối cảnh cử tri lo ngại vấn đề tuổi tác do ông hiện là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Mỹ. Nếu tái đắc cử, ông Biden sẽ 86 tuổi khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai. Công tố viên đặc biệt Robert Hur, phụ trách điều tra cách Tổng thống Biden xử lý tài liệu mật, đầu tháng này công bố báo cáo kết luận ông có trí nhớ kém tới mức không thể nhớ thời gian giữ chức phó tổng thống Mỹ và ngày con trai Pierre qua đời vì ung thư năm 2015. Nhà Trắng và ông Biden chỉ trích dây gắt báo cáo này. Tổng thống Mỹ khẳng định ông có trí nhớ ổn, lên án kịch liệt việc công tố viên nhắc đến con trai quá cố của ông.